sẵn rồi. Chín rồi em ơi. Rồi về à, đi nhậu đi trời ơi trời. Nào vô ná rồi sẵn đi. Rồi rồi cầm cái đây, cầm hai bên đến lóc thịt ra. Rồi rồi. À lọc rồi, chúng lọc nè. Cầm lọc. Cầm lên đưa con nó ngay giữa. Rồi đưa con nó ngay giữa. Rồi rồi rồi, tay tự khúc ra thịt tay anh em. Cái con này ăn được, uống gì? Đưa anh Lộc cầm là đúng rồi đó. Đúng rồi anh Lộc ơi. Lúc mà khô luôn rồi. Nhặn hoài. Khô luôn. Khô luôn phải không? Ui nóng quá anh em ơi. Biết sao không? Tại hôm qua không có mình với mấy anh em. Mà ấy không có. Đúng rồi, hôm qua đâu có ba thằng bắn full đâu. Đúng rồi. Ê nóng quá anh em ơi. Có nhiều quá rồi nhí, ăn hết sao? Mấy anh em mình ăn được rồi. Hôm qua có 4 người à. Rồi 4 người ăn được rồi, đáng lẽ bữa nay là thiếu rồi đó. Ủa Đức anh đâu vậy? Nóng quá già. Con nóng quá rồi. Giận quá đi về luôn rồi. Chín giờ. Đủ cảnh biết thế nào sẽ bún mà. Vậy nè. Cắt từ 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 từ. Cắt cái giò ra được. Cắt cái giò nó cắt cho anh chí. Trời. Da của ai vậy trời? Dạ quá thằng điêu thiệp. Cái dao này giống hệt là lấy cái cây kéo nhấp rồi rồi này thịt cái đặc biệt của qua bên phút luôn nè anh em. Cắt cái cổ này ra nè anh Phong nè. Không thịt dẹp không không anh cắt ngay cái giò ngay cù lẳng đó răng không ngay cù lẳng đó. Ê chụp hình đi rồi rồi rồi, rồi chuyển vô 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 ra làm giống đi mình để cô bên đi đang quay này giữa này dọc cái cây đi anh Nam. Cái dài à, cái dài à. Trời ơi, sao không? Á cầu kế bên. Để sao không nóng vậy nè. Rồi sắp vô đây chụp hình cái này. Rồi, rồi đi về. Ấy cái mày chuẩn bị. Rồi giờ chú. Cái cho mình con kia. Rồi xé khô đây, xé khô ra. Được rồi em ơi. Ngon ngon à. Rồi bia lên. Nóng hả? Lên bia. Chưa chưa bia, nóng kìa. Mấy này quăng lên cho nó nóng thế gì. Trời xé sao mấy ông. Trời ơi, ăn đi, ngọt ngọt sớt à. Ơi. Rồi xé đây xé xé. Vô ngồi đi em. Đủ. Châu mày đập á, đập thúi quắc gì anh Minh? À ha. Đập nó mới bồng quắc chứ. Kìa, lượm gốc cây kìa lâu đã đập nó. Thúi gì? Đó, có cục đá đâu á. Á từ ngày rồi. Xé xùi đi, xé xùi đi. Xé gì ít thịt lắm. Từ ngày quen với chuyện tới giờ cũng nó ăn được đồ ngon ngon rồi chứ. Lại có em anh hơn á. Anh em mình biết nhau, đéo ăn được. Thấy kéo mượn. Đéo, đéo ăn được gì ngon ngon. Nó dai dữ không? Có em anh mới hơn á. Đổ đây vô luôn nha anh em. Không phải phải, phải để họ cắt cắt cái lon này. Có lon này uống đầu cắt lon này nhai được. Rồi đổ nó toàn thứ gì không mà. Trời ơi đừng có nhai. Rồi, nhau nuốt. Chụp hình ha. Ngay rồi. Úi. Rồi. Rồi. Nó chưa chín cái đùi. Rồi 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 về ra. Chín kìa. Không, chín chưa ông nội. Trời ơi trời. Chứ được mấy con này sống sống ăn giật hả họng luôn á giỡn đâu. Cái nào sống đây em. Trời sao bỏ miếng da con nhỏ rồi trời. Có. Long rồi em. Long này của chú chỗ chú Chí bắn nè. Chú Chí bắn kỳ quá. Dính long mình vậy. Trời chí vô quá luôn. Rồi chị bia đi, chị bia đi. Nhẹ đâu, mất cái đó luôn à. Đứt rồi trời. Chúng ụp chúng rồi. Cô ơi. Từ chú. Ôi trời ơi. Gì chưa chưa? Mẹ chưa cho lọc. Lấy cái giò nó quẩy quẩy lên luôn nè. Chưa cho nước cái cuộn nó có cửa đó. Khó chứ, nhìn gà dữ lắm. Nè, ai ngồi không? Phải qua không em ngồi đó đi. Dạ, qua bắt sống đem đá đồ được. Đá rồi. Đá. À, đã để lọc bắt sống đi rồi đem xuống quán cà phê, tổng tài với tà niên đá với con mẹ anh em ơi. Ổng nuôi con chứ. Ui ê. Cắm rồi. Quậy quậy muối lên Nam. À. Lấy cái chân quậy muối lên. Ủa ở đâu chuẩn bị được cái ly sướng như vậy? Chỉ có dân giáo ngoại nhau mới chuẩn bị được gì. Một lon đó. Gọi cho mình lon lon lon. Anh Minh Nguyên. Anh Minh bị lạnh đi. Lên coi. Chúc mừng Minh. Mà má uống sét. Sinh nhật vui vẻ. Vô. 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 Mình uống sét. Vô. Vô. Nhớ nhớ đi thăm anh Minh nha. Rồi rồi rồi, đem bắt đá làm gì vậy? Ốp. Ốp. Ốp chưa thấm. Cái cà này nó qua lạnh. À, chạy xuống tới đây luôn hả vậy? Thôi vô lụm mà ơ liền ta. Ấy rồi, sao mày cắt ngay đây nè. Thôi nó gớm máu rồi, ra máu rồi. Chắc bị sức mụn mấy gì á. Đúng rồi, cái này đặt cái da sai nè, mấy mấy nè, nhìn kìa. Chưa đưa nó vô ngắm luôn á, mới dương lên đó nè. Nổ vậy. Ăn thử mấy cái da.
đổ ba chồng ba đi luôn á. Bí vậy? Ba lần luôn. Chúc mừng sinh nhật luôn. Rồi, chúc mừng sinh nhật luôn. Mày đã nè mày, liệt.